Hình ảnh này được chúng tôi ghi hình trong những ngày gần đây trên tuyến đường về trung tâm xã Rạch Chèo, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau. Người dân địa phương cho biết tuyến đường này mới được thông xe kỹ thuật hơn một năm nay, nhưng nhiều nơi đã bị lún, hư hỏng nghiêm trọng. Có nơi đường bị sụp lún sâu cả mét so với nền đường hiện hữu như đoạn gần cuối tuyến và đoạn thuộc ấp Tân Nghĩa, xã Rạch Chèo. Việc đường mới đưa vào sử dụng đã hư đã gây bức xúc cho người dân địa phương. Thì sau khi gần hoàn thành chứ chưa được hoàn thành thì nó xảy ra nhiều cái đoạn sụp, mà sụp là rất là sâu, nó gây là cản trở giao thông rất nhiều. Nhưng mà trong khi đó thì nhân dân, khi mình tiếp xúc cử tri, dân cũng có ý kiến phản hồi, nhưng cũng như là cán bộ của cơ quan thì cũng có ý kiến về mà đơn vị chủ đầu tư. Ông Nguyễn Quốc Liêm, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Xây dựng huyện Phú Tân cho biết, tuyến đường ô tô về trung tâm xã Rạch Chèo do Ủy ban Nhân dân huyện Phú Tân làm chủ đầu tư, còn Ban Quản lý Dự án Xây dựng làm đại diện chủ đầu tư. Tuyến đường dài 9,8 km, tổng mức đầu tư 66 tỷ đồng. Thông xe kỹ thuật tháng 6 năm 2013, hiện tuyến đường này chưa được nghiệm thu, nên trước mắt, đơn vị thi công bỏ tiền ra mua cây dừa, cừ tràm gia cố những chỗ sụt lún. Sau đó, cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân sự cố đường lún hư hỏng. Thứ nhất là chỉ đạo và thứ hai đó là giám sát trong quá trình thi công để đảm bảo thứ nhất là yêu cầu kỹ thuật. Để khi đưa vào sử dụng, vì mình biết là của nhà nước bỏ ra rất là nhiều, mà trong khi đó mà đưa vào hưởng thụ là không được mấy năm, nên sụp nữa thì thứ nhất là cái kinh phí để mà sửa chữa là rất là nặng. Thứ hai nữa là cái niềm vui mừng của nhân dân khi có con lộ mà mau hỏng như thế thì nó cũng rất là lãng phí. Thì cũng kiến nghị chỗ chức năng quản lý và cái giám sát cho nó chặt chẽ khi mình nghiệm thu công trình để nó đảm bảo sử dụng được lâu dài. Thứ nhất là phục vụ được bà con nhân đi lại, thứ hai đảm bảo an toàn giao thông.